Hầu như mình thấy cái nhu cầu của các bạn nữ dù nó khó đến đâu thì nó đều đáp ứng được hết. Các bạn muốn tạo sự nữ tính, nó cũng có. Các bạn muốn có sự quyến rũ để thu hút những người xung quanh, tạo sự ấn tượng, nó cũng có thể làm được. Nhưng mà các bạn muốn cái mùi hương nó nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn phải sang trọng thì nó cũng làm được luôn. Và điều đặc biệt đó chính là độ lưu hương. Mình nghĩ độ lưu hương và độ tỏa hương là những cái tiêu chí hàng đầu khi mà các bạn nữ lựa chọn mua nước hoa. Hello, chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì cái video này tiếp tục sẽ là một cái video dành cho các bạn nữ nữa. Không biết đối với là các bạn nữ, các bạn đã biết tới cái chai Parfum de Molly de Lina chưa? Đây cũng là một chai nước hoa mà được khá là nhiều các bạn nữ yêu thích. Thì trong cái video này mình sẽ không nói về một chai de Lina mà mình sẽ nói về ba phiên bản của Parfum de Molly de Lina luôn. Hiện tại thì mình đang có cái discovery set của các phiên bản của de Lina. Và tính tới hiện tại khi mà mình làm cái video này á, thì Parfum de Molly có 3 phiên bản của de Lina. Đó chính là bản de Lina Original ra mắt năm 2017. Tiếp theo đó là de Lina Exclusive ra mắt năm 2018. Và mới nhất là La Rose ra mắt năm 2021. Thật sự thì họ còn có cái phiên bản Limited Edition nữa. Nhưng mà mình nghĩ cái phiên bản đó thì sẽ có khá ít người biết đến hơn. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ về ba phiên bản này của Parfum de Molly de Lina, xem cái mùi hương nào sẽ là mùi hương tốt nhất, mùi hương nào sẽ phù hợp với là các bạn nữ nhất, cũng như là mùi hương nào mình sẽ thích nhất ở góc nhìn là nam giới. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Đầu tiên mình sẽ nói về cái phiên bản original của Parfum de Molly ra mắt năm 2017 á. Thì perfumer của cái chai nước hoa này á, là Quinton Fish. Ông cũng là người mà làm ra ba phiên bản của Parfum de Molly de Lina luôn. Ngoài ra cái ông Quinton Fish này á, ông cũng làm perfumer của rất là nhiều chai của nhà Jimbo Gauthier, dòng cả nam và nữ luôn. Ở những cái thương hiệu mà niche cao cấp á, thì có thương hiệu Ex Nihilo hay là Maison Crivoli nữa. Và cái mùi hương của phiên bản de Lina này á, thì mình thấy nổi bật nhất đó chính là mùi hương của hoa hồng và hoa mẫu đơn nữa. Mùi hương á, nó tạo cái cảm giác nữ tính, quyến rũ và khá là gợi cảm. Đặc biệt á, là nó cực kỳ sang luôn. Chia sẻ thật với là các bạn á, những năm trước đây khi mà bạn bè của mình muốn mình gợi ý một cái mùi hương nước hoa mà nó tạo được cái sự nữ tính quyến rũ á, thì đây là một trong những lựa chọn mà mình gửi đến cho những người bạn của mình. Thật sự mình luôn cảm thấy đây là cái chai nước hoa mà nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu đối với là các bạn nữ khi mà lựa chọn nước hoa luôn. Các bạn muốn tạo sự nữ tính, nó cũng có. Các bạn muốn có sự quyến rũ để thu hút những người xung quanh, tạo sự ấn tượng, nó cũng có thể làm được. Nhưng mà các bạn muốn cái mùi hương nó nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn phải sang trọng thì nó cũng làm được luôn. Hầu như mình thấy cái nhu cầu của các bạn nữ dù nó khó đến đâu thì nó đều đáp ứng được hết. Và điều đặc biệt đó chính là độ lưu hương. Mình nghĩ độ lưu hương và độ tỏa hương là những cái tiêu chí hàng đầu khi mà các bạn nữ lựa chọn mua nước hoa. Thì cái độ lưu hương ở phiên bản original này của de Lina nó lưu khá là tốt. Mình thấy trên da từ 8 tới gần 10 tiếng lận. Tỏa hương thì khoảng hơn một cái tay, nó tỏa cũng khá là tốt. Riêng bản thân mình thì mình đánh giá khá là cao cái phiên bản original này của de Lina. Bản thân mình thì mình sẽ chấm nó ở mức là 9 trên 10 điểm về mùi hương. Tiếp theo cái chai thứ hai mình sẽ nói về cái phiên bản de Lina Exclusive. Ở cái phiên bản này thì mình thấy cái mùi ngọt nó nhiều hơn. Bên cạnh cái mùi hương hoa hồng thì perfumer họ cũng đưa vào thêm cái mùi hương của trái cây và mùi hương của vanilla và hổ phách nữa. Thật sự ở cái mùi hương của phiên bản Exclusive này thì mình không còn cảm nhận được cái sự mát mẻ và sạch sẽ của cái phiên bản gốc nữa. Mà mùi hương nó sẽ cảm giác như nó tối hơn và nó ngọt hơn khá là nhiều. Bên cạnh đó thì mình thấy cái mùi hương hoa hồng á, nó nhường chỗ lại cho mùi hương của trái cây và mùi hương ngọt đến từ vani và hổ phách. Cái DNA của de Lina thì mình thấy nó vẫn còn đó. Nhưng mà nếu nói là một cái phiên bản nâng cấp hơn của bản gốc á, thì mình không thấy nó là như vậy. Mình cảm nhận được cái sự khác biệt giữa hai phiên bản với nhau. Và mình nghĩ cái mục đích của perfumer làm ra hai phiên bản này của de Lina là muốn hướng tới hai đối tượng khách hàng khác nhau. Nếu như ở cái bản original á, thì nó sẽ dành cho các bạn nữ thích cái sự nữ tính, quyến rũ và gợi cảm. Còn cái phiên bản Exclusive này thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp với là các bạn nữ thích cái mùi hương ngọt hơn, đặc biệt là mùi hương ngọt đến từ trái cây và vanilla. Độ lưu hương của bản Exclusive này thì mình thấy nó bám lâu hơn, khoảng hơn 10 tiếng tới gần 12 tiếng lận. Tỏa hương thì cũng khoảng hơn một cánh tay, nó cũng tỏa khá là tốt. Và ở trải nghiệm cá nhân của mình thì mình chấm cái phiên bản Exclusive này ở mức là 6 trên 10 điểm. Còn các bạn thì sao? Các bạn có đánh giá như thế nào về cái mùi hương de Lina Exclusive này thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đến với lại phiên bản thứ ba là phiên bản La Rose.
Thật sự khi mà ngửi các phiên bản này của Delina thì mình thấy cái sự thú vị. Mình khá là thích cái cách blend mùi của ông Quinta Beach này, bởi vì mình vẫn cảm nhận được cái DNA của các phiên bản của Delina, nhưng mà nó vẫn có sự khác biệt, và sự khác biệt nó cũng khá là dễ nhận biết. Ở cái phiên bản La Rose này á, thì cái mùi hương nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nó được đưa thêm cái nốt hương Quadri, là cái nốt hương nước á, vào cái mùi hương nước hoa này. Cái mùi hương á, nó nhẹ nhàng hơn, nó tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn khá là nhiều. Khi mà mình ngửi cái phiên bản La Rose này á, thì mình nhớ tới một cái chai nước hoa mình đã từng ngửi trước đây của nữ, đó chính là chai Dolce & Gabbana Limitrix á, tên khó đọc ghê. Và mình thấy đây cũng là một cái phiên bản mà hai version, cái phiên bản cao cấp hơn của Limitrix. Cái mùi hương á, nó vẫn là mùi hương tạo sự nữ tính, nhưng mà nó có cảm giác nhẹ nhàng và mát mẻ hơn. Tuy nhiên ở cái bản La Rose này á, thì mình cũng muốn lưu ý đối với là các bạn nào mà quan tâm về độ lưu hương và độ tỏa hương của nước hoa á, thì ở cái phiên bản này độ lưu hương á, nó mình thấy nó trên da mình khoảng 6 tiếng thôi chứ không có quá lâu. Độ tỏa hương á, thì cũng khoảng nửa cánh tay thôi, nó cũng không có tỏa quá xa. Ở cái phiên bản La Rose này thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp với là các bạn thích một cái mùi hương nó nhẹ nhàng, nó đơn giản, dễ sử dụng. Cái mùi hương mình nghĩ nó sẽ dành cho các bạn nào thích enjoy bản thân mình hơn, hơn là so với là một cái mùi hương mà nó gây cái sự chú ý, tạo cái điểm nhấn đối với là những người xung quanh. Bản thân mình thì mình sẽ chấm cái mùi hương này ở mức là 7/10 điểm. Nhìn chung thì mình sẽ đánh giá cái phiên bản original cao nhất. Cái mùi hương nó vẫn là mùi hương nữ tính, sang trọng và cực kỳ là quyến rũ. Hầu như tất cả các yếu tố, các nhu cầu cho các bạn nữ khi mà sử dụng nước hoa thì cái mùi hương bản gốc này nó đều đáp ứng được hết. Còn đối với là các bạn thích cái sự nhẹ nhàng hơn và mát mẻ hơn thì mình nghĩ cái phiên bản La Rose này các bạn có thể thử qua. Đặc biệt là ở Việt Nam thời tiết nó khá là nóng, các bạn có thể sử dụng cái mùi hương này đi tập gym, đi chơi nhẹ nhàng với là bạn bè, hay là làm cái mùi hương thư giãn cho bản thân bạn chẳng hạn. Còn ở cái phiên bản Delina Exclusive này thì cái mùi hương nó sẽ ngọt hơn khá khá. Đối với là các bạn mà thích cái mùi hương ngọt á, thì nó sẽ là một điểm cộng. Nhưng mà đối với là nhiều người á, thì có thể cảm thấy cái mùi hương này nó sẽ hơi gắt mũi. Và đó là đôi chút quan điểm của mình về những cái phiên bản của Perfume de Mali Delina. Các bạn nghĩ sao về cái phiên bản Delina này của nhà Perfume de Mali? Các bạn có thích cái phiên bản nào trong ba cái phiên bản này hay không? Hay là không thích những cái phiên bản nào thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, cũng như là đón xem những video mình sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.